nhẫn nhục. Điều thứ nhất là an tâm nhẫn nại. Không có tâm báo phục, nếu gặp oán tăng độc hại, an nhiên nhẫn nại, không có tâm báo phục. Điều này cần phải học. Hết thảy những người học Phật, những gì chúng ta gặp được, mọi người đều biết, cũng thường cảm thán, bản thân nghiệp chướng sâu dày. Dùng phương pháp gì để sám hối nghiệp chướng? Mỗi người đích thực rất lưu ý, rất muốn học sám trừ nghiệp chướng. Nhẫn nhục ba la mật là một nhân tố sám trừ nghiệp chướng quan trọng nhất. Nếu không nhẫn được thì nghiệp chướng vĩnh viễn không thể sám trừ. Gặp người oán hận chúng ta, trong đó có đố kỵ chướng ngại. Người đố kỵ chúng ta, còn có người hãm hại chúng ta. Người hủy báng chúng ta, nếu gặp họ phải làm sao? Đức Phật dạy chúng ta an nhiên nhẫn thọ. Chúng ta tiếp nhận, cố gắng phản tỉnh. Có thì sửa đổi, không có thì khen ngợi khuyến khích. Người khác hủy báng tôi, hãm hại tôi, chúng ta có gì sai lầm chăng? Quả thật có sai lầm, cảm ơn họ nhắc nhở, sửa đổi chính mình. Nếu không có sai lầm, chịu oan uổng tai hại này, cũng nên cảm kích họ, nhắc nhở bản thân, cảnh giác bản thân không nên phạm những sai lầm này. Chẳng những không có ý niệm báo thù, mà chỉ là ý niệm cảm ơn. Ai muốn nói lỗi lầm của người khác, tạo ra khẩu nghiệp này? Mọi người không muốn, đều thích tán thán người khác, không muốn nói lỗi của người. Nói lỗi của người là tạo ác nghiệp, tạo khẩu nghiệp. Ai muốn nói, thực sự nói lỗi lầm của người? Người xưa chỉ có ba hạng người. Thứ nhất là cha mẹ của quý vị biết chúng ta có sai lầm, nhất định phải làm cho quý vị thay đổi. Thứ hai là thầy. Thứ ba là bạn bè tri kỷ. Không phải ba hạng người này thì ai khuyên quý vị? Quý vị tạo nghiệp không liên quan đến tôi, mỗi người đều có nhân quả báo ứng của riêng mình. Tôi khuyên quý vị làm gì? Khuyên quý vị, nếu quý vị không nghe, trái lại còn trở mặt thành thù, như vậy thì càng không đáng. Thế nên gặp người có lỗi lầm không nên nói. Người thật sự có tu dưỡng, có học vấn, chỉ cười cười mà không nói gì. Khi tôi ở Đài Trung cầu học, thầy dạy tôi, người ta có lỗi lầm, nếu quý vị không khuyên can họ, tức là không có lòng từ bi. Nếu khuyên can họ, họ xem quý vị như kẻ thù.
phải làm sao? Thì phải có phương tiện thiện xảo. Phương pháp tốt nhất chính là giảng kinh thuyết pháp. Tôi nói điều này là giảng trong kinh văn, đối tượng không phải nói quý vị, khiến quý vị khi nghe xong có thể cảm nhận được tôi có khuyết điểm này, tự nhiên sẽ thay đổi. Nên thầy đối với những tín đồ này, đối đãi những đệ tử này vô cùng từ bi, ngày ngày giảng kinh, ngày ngày khuyên mọi người. Chúng ta phải biết nghe. Có một số người nghe kinh như thế nào? Thầy đang nói người khác, không phải nói với tôi. Tôi không có như vậy, là đang nói với người khác. Như vậy là coi như hết. Họ không học được gì. Có một số người thông minh nên nhận ra mình có khuyết điểm này, như vậy họ mới được lợi ích. Sợ nhất là gì? Sợ nhất là không có thiện căn, không có phước báo. Khi nghe kinh, kinh này đều nói cho người khác, đều nói người đó, người đó, người đó, không có điều nào nói đến mình. Từ xưa đến nay đều có, không phải chỉ hiện tại. Thế nên khi chúng ta xem, phải dùng tâm bình thường để đối đãi, rất bình thường. Có mấy người giác ngộ, tức là người có thiện căn, được mấy người có phước đức. Có thiện căn phước đức, nghe kinh mới được lợi ích. Vì sao? Vì họ sẽ phản tỉnh. Sau khi nghe xong, họ nghĩ lại xem mình có lỗi lầm này không. Tán dương việc tốt, thử nghĩ lại xem mình có đức hạnh này không. Họ biết học, nên nghe xong quả thật rất lợi ích, tức là có thể thực hành trong cuộc sống. Người thật sự biết học, quý vị nên nhớ, điều này có thể làm tham khảo. Mãi mãi chỉ có tâm cảm ơn, nhất định là không có tâm trả thù, không có tâm oán hận. Nếu nghe lời can gián nghịch tai mà sinh lòng oán hận báo phục, thì người này cách đạo rất xa. Người này trong kinh gọi là nhất xiển đệ. Nhất xiển đệ là gì? Là không có thiện căn, không có phước đức. Trong kinh Di Đà nói, không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước này. Thế nên điều kiện vãng sanh thế giới cực lạc phải nhiều thiện căn, nhiều phước đức. Nhân duyên chúng ta đã gặp, không sao, duyên chúng ta có. Vấn đề là có thiện căn hay không. Thiện căn là tinh thật, thật sự có thể lý giải đây là thiện căn. Phước đức là thực hành. Tôi thật sự y giáo phụng hành, người này có phước. Nghe người khác phê bình, bất luận phê bình sai hay đúng, đều phải cảm ơn. Không đúng là sao? Họ thấy sai, đã ngộ nhận. Đúng thì lại càng phải cảm ơn, vì họ thấy được lỗi lầm của chúng ta. Điều này khó, rất khó. Tôi ở Đài Trung theo thầy Lý học 10 năm. Thầy tổ chức lớp học kinh điển, chính là lớp giảng sư. Trong lớp có hơn 20 học sinh, bao gồm cả tôi trong đó. Thái độ của thầy đối với mỗi học sinh không giống nhau. Có người xưa nay thầy chưa hề dùng thái độ tốt đối đãi họ, gặp là phê bình, là la mắng, có khi còn đánh nữa. Lớp này là lớp người lớn, không phải lớp trẻ con.
nhỏ nhất cũng phải hơn 20 tuổi, lớn nhất là cư sĩ Lâm Kháng Trị 60 tuổi. Thế nên khi lên lớp đều có người canh giữ, không để người khác đến gần. Vì sao? Khi đánh mắng để người khác nghe được thì không hay. Cho nên ngoài cửa có bảo vệ. Có vài bạn học, thầy đối với họ rất khách sáo. Mỗi khi gặp nhau đều mỉm cười. Mới đầu tôi cứ hoài nghi, vì sao thầy đối xử không công bằng? Đối với những người này thì rất dữ, nhưng đối với những người kia lại rất tốt. Thầy nhận ra tôi có hoài nghi này, có câu hỏi này nhưng không dám hỏi, bị thầy nhận ra. Một hôm thầy gọi tôi vào phòng, nói với tôi về vấn đề này. Ông nói, điều này quý vị nên chú ý, tương lai phải hiểu để dạy người khác. Có người có thể tiếp thu, thật nghe lời. Người như thế phải thật tâm dạy họ, không dạy sẽ có lỗi với họ. Có một số người không thể tiếp thu, nhưng sĩ diện. Nói vài câu khó nghe là đỏ mặt, như vậy nhất định không nên nói nữa. Nói thêm sẽ dễ kết oán thù. Lúc này tôi mới hiểu. Không thể tiếp nhận, đặc biệt là trước mặt rất nhiều người, cảm thấy xấu hổ, tức không thể tiếp nhận. Như thế nhất định không nói. Mới biết nguyên nhân thái độ của thầy đối đãi với học sinh khác nhau. Thế nên hơn 20 học trò mà căn tánh của mỗi người thầy đều rõ như lòng bàn tay. Vì vậy phương pháp dạy mỗi người đều khác nhau. Đây là trí tuệ chân thật, giúp chúng ta sau này khi đi giảng kinh. Đối với học trò như chúng tôi mà nói là lợi ích chân thật. Thế nên nhẫn nhục quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Chúng ta tích lũy công đức dựa vào điều gì? Bố thí. Nhưng công đức này duy trì được phải nhờ vào nhẫn nhục. Nếu không nhẫn nhục thì cho dù tích lũy bao nhiêu công đức cũng đều mất hết. Trong kinh điển thường nói hỏa thiêu công đức lâm. Hỏa là gì? Là nổi giận. Chưa phát tiết được, trong lòng rất khó chịu, công đức liền ít đi một nửa. Phát tiết ra thì đốt cháy tất cả, công đức hoàn toàn không còn. Công đức là gì? Công đức là giới định tuệ. Điều này cần phải biết, nó không phải là gì khác. Nhân giới mà sanh định, nhân định mà khai tuệ. Nổi giận thì định mất đi, công đức hoàn toàn không còn. Nổi giận là gì? Là sanh phiền não, không sanh trí tuệ. Tâm thanh tịnh sanh trí tuệ, không sanh phiền não. Quý vị không nhẫn nại, vậy tâm thanh tịnh từ đâu đến? Do đây mà biết, trong sự tu học, nhẫn nhục là then chốt. Ở trước đã nói đến lục ba la mật, bố thí và trì giới là tích lũy công đức. Công đức này có thể thành tựu không? Có thể thực sự biến thành công đức không? Hoàn toàn dựa vào nhẫn nhục. Nhẫn được đều là công đức, không nhẫn được là phước đức. Phước đức là hưởng thụ trong lục đạo. Còn công đức có thể giúp chúng ta liễu sanh tử, xuất tam giới. Có thể giúp chúng ta niệm Phật vạn sanh, nâng cao phẩm vị. Quý vị xem, tác dụng khác nhau đấy. Hiểu rõ ràng, minh bạch chân tướng sự thật này, thì trong môn học về nhẫn dục, nhất định ta phải hạ quyết tâm nỗ lực học tập. Nếu không như vậy, thì đời này chúng ta không phải đã uổng phí rồi sao?
tiền tài, con người ai cũng thích. Người ta thích, đưa cho họ. Họ muốn hết, tôi cho họ hết. Trong đời tôi cũng làm được mấy lần. Khi rời Đài Loan đều bỏ hết. Chỉ đem theo áo quần và mấy cuốn sách bình thường hay dùng. Rời Mỹ cũng thêm một lần nữa từ bỏ. Rời Singapore cũng từ bỏ. Nếu tính ra tiền mặt, Singapore là hơn 1.000 vạn tiền Mỹ. Từ bỏ một cách hoan hỷ, cúng dường lại cho bên đó. Chúng tôi ở Singapore 3 năm. 3 năm đó người ta có ân với chúng tôi. Chúng tôi tặng họ để báo ân. Tất cả đều là bố thí báo ân. Tôi xả được. Nhưng hàng chữ ngộ của chúng tôi chưa được cảnh giới này. Tâm họ bất bình. Thế nên tôi nói với họ, chúng ta phải tin vào kinh Phật, phải tin vào Thầy. Nếu số mạng có thì không mất được. Ở đây tôi xả bỏ, đến bên đó tôi được càng nhiều. Thật vậy đó, không giả chút nào, mỗi lần đều như vậy. Xả bỏ nhiều thì khi đạt được gấp 1, gấp 2, mọi người đều nhìn thấy là thật. Họ không thấy thì sẽ không tin. Thật vậy, những gì trong kinh nói và Thầy nói đều đúng. Càng thí càng được nhiều. Nhưng ở sau có một câu: càng nhiều càng thí, không nên cất giữ. Nếu như lưu lại, lưu lại chính là bệnh. Hãy bố thí, xả bỏ mới sạch sẽ. Quý vị đạt được là viên mãn. Điều này không nhẫn là không làm được. Nhẫn được, hiểu được đạo lý này mới có thể làm được.